Các bé vẽ một cái bông hoa sen. Thì để thực hiện vẽ một bông hoa sen thì trước tiên chúng ta sẽ vẽ này. Từ đây chúng ta vẽ cong lên giống như dấu ngã vậy. Đây nè, nếu mà chúng ta nghiêng qua thì chúng ta sẽ thấy ngồi nghiêng ở vị trí này, nhìn tới chúng ta thấy cái này giống như dấu ngã. Từ ở đây chúng ta sẽ tiếp tục cong và bầu ra giống như dấu ngã kế tiếp. Rồi từ ngay đây, ngay kế mí này luôn, chúng ta sẽ kéo một đường qua đây ha, cũng là dấu ngã luôn, cũng là dấu ngã luôn. Từ đây chúng ta sẽ cong như thế này, cong rồi từ bên đây sau thì bên kia vậy, chúng ta cong qua hướng dưới sắt, bên đây thì cong hướng dưới quyền. Từ đây chúng ta sẽ vẽ dấu ngã đó. Nếu chúng ta vẽ cái bông sen này nó búp thì chỉ tới đây thôi, còn nếu chúng ta muốn vẽ bông sen nó nở thì chúng ta đi tiếp dấu ngã, tất cả đều là dấu ngã hết. Rồi cong hướng dấu quyền, từ đây thì cong hướng dấu sắt, rồi dấu ngã. Rồi từ đây chúng ta sẽ cong xuống đó, giống như hình chữ V vậy. Từ đây chúng ta cong xuống cũng là dấu ngã luôn, cong xuống như thế này. Ở đây cong xuống dấu ngã mà chúng ta giống như chúng ta lật nghiêng dấu ngã thì đứng và nhìn nó giống như một cái chữ V. Rồi từ đây chúng ta cong nó giống như dấu ngã. Rồi từ đây chúng ta cong xuống hướng dấu á. Rồi ngay đây chúng ta cong, cong giống như là dấu bé. Rồi từ ngay đây chúng ta cong qua như thế này đó, ngay chỗ này chúng ta cong hướng dấu ngã. Rồi từ đây thì chúng ta giống như dấu lớn, vậy thì nó sẽ ra được cái phần tỏa hương sen. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái gương. Cái gương thì chúng ta sẽ tạo đường cong, cái này thì hướng dưới sắt, chúng ta bắt đầu rào qua đây đó, rồi rào qua đây cong xuống. Rồi từ ngay trong mấy trong những cái chỗ này chúng ta sẽ chấm những cái hạt sen vô cho nó sinh động, giống như là những cái hạt sen nằm trong đây. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra thành một cái những cái cánh hoa sen mấy bên trước. Ở đây thì chúng ta vẽ như dấu ớ đó. Dấu ớ, nếu mà nó chạm được tới cái đây dấu sắt nè, cái gì nè, tới đây là ngưng. Xong thì mình bỏ một khoảng, mình ước lượng cái khoảng tới đây nè, thì mình sẽ qua đây dấu sắt, dấu quyền, dấu như dấu ớ vậy đó. Bắt đầu mình sẽ ước lượng nó xuống dưới đây thì mình bắt đầu vẽ nè, dấu sắt, dấu quyền ra được cái cánh hoa. Rồi tiếp tục dấu sắt, dấu quyền. Rồi từ ngay vị trí này chúng ta sẽ bắt đầu vẽ một cái cành, cái cành hoa sen. Rồi vậy là nó đã ra được một cái viên sen. Bây giờ mình sẽ tạo một cái lá sen nó che phủ ở chỗ này. Ở đây đó, giống như con số 3, nhưng cái số 3 của chúng ta là nó khuyết như thế này. Còn đằng này chúng ta lượn thành một cái đường cong. Đây là cái dấu ngã nè, xong rồi từ đây cái chúng ta vẽ dấu ngã nè đó. Rồi từ đây chúng ta bọc xuống nè, dấu ngã đó. Đây dấu ngã. Rồi từ ngay đây chúng ta lại tiếp tục dấu ngã. Rồi từ đây chúng ta lại tiếp tục dấu ngã. Rồi từ ngay đây chúng ta cong qua đó. Bây giờ chúng ta sẽ chấm ở chính giữa dấu ngã, dấu ngã, dấu ngã, dấu ngã, dấu ngã, dấu ngã. Rồi bắt đầu mình thêm những cái nét này vô phụ, những nét sắt, cái gì ở đây thì mình vẽ cái gì, những nét sắt, những cái gì, những nét gì thì bên đây sẽ là nét sắt, và nét sắt thì bên đây sẽ là hạt nhân. Rồi bây giờ tới phần gương sen. Bây giờ cái gương sen thì chúng ta sẽ vẽ nè, dấu á ha. Rồi đây chúng ta lại thêm một cái dấu á, cong cái nét ở trên xuống, ở trên xuống nè, như thế này, cong cái nét ở trên, chấm, chấm,
chấm chấm chấm, rồi bắt đầu vẽ nè. Chéo quyền, cong hướng dưới sắt này, rồi sau đó là mình thẳng cái cọng này xuống thì nó sẽ tạo được viên sen. Ở đây chúng ta sẽ vẽ thêm một cái lưới nhỏ, ở đây chúng ta sẽ vẽ thêm lưới nhỏ, rồi ở đây đó. Rồi lá sen thì còn có nhiều lá lắm. Ở đây chúng ta tẻ thẳng cái đường này lên, thẳng đường này lên, chúng ta vẽ một cái nét dấu án từ đây nha. Chúng ta cong giống như chữ cờ, rồi bắt đầu nè, lượn dấu ngã, rồi lượn dấu ngã cong, rồi nó lượn dấu ngã tới đây, xong cái mình cong cái nét này lại, cái từ đây nè, dấu ngã ha, đó đây là dấu ngã, xong rồi nối cong cái này lại. Bây giờ mình sẽ tạo thành những cái lá cây đây. Chúng ta cứ vẽ đi. Thành đường nước. Rồi bây giờ để tạo thành một cái viên sen bút thì từ đây mình sẽ thẳng lên. Thẳng lên. Rồi từ cái viên sen bút này mình sẽ vẽ như thế này. Ở đây dấu ngã, từ đây cong ra và bầu lại, sau đó mình vẽ cong hướng dấu quyền, ở đây là cong lên hướng dấu sắt để tạo thành giống như chữ Y. Rồi sau đó là mình vẽ dấu ngã cong hướng dấu án, dấu ngã cong hướng dấu. Đây, từ ngay đây mình vẽ cong dấu ngã, rồi từ ngay đây mình cong xuống, cong lên, rồi từ đây, đó, mình sẽ xéo xuống, ở đây vẽ cái đường này cong xuống như thế này, cong và đứng, bắt đầu mình vẽ ở đây, nét cong, nét cong. Nét cong, nét cong, nét cong, nét cong. Đó, mình tạo ra những cái nét cong như thế.